Mình chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đam Mỹ Tường Truyền. Nhưng mà không phải là khung giờ của tác giả Vũ Chít, mà là hôm nay sẽ là một dịp kỷ niệm Giáng sinh. Nên là chúng ta sẽ có một buổi tâm sự trò chuyện nhỏ nhỏ về một năm đã qua của Đam Mỹ Tường Truyền cùng với các bạn. Giáng sinh năm nay của các bạn thế nào rồi? Hy vọng là chúng ta sẽ không có nhiều người nghe chương trình này để dành thời gian. Các bạn đang ở ngoài đâu đó, đang đi chơi cùng với gia đình và người thân, người yêu, hoặc ít ra là cùng với nhóm bạn bè, chứ không cô độc ngồi nhà lạnh lẽo rồi nghe chương trình này. Thực sự là mong mọi người đều đang yên vui ở đâu đó. Thì rất lâu rồi, từ 2019 đến giờ thì mình mới làm chương trình Giáng sinh lần này. Còn một năm thì thường chỉ làm chương trình trò chuyện với mọi người vào dịp sinh nhật của kênh vào tháng 3 hàng năm. Hôm nay thì lời thu chuyện của tác giả Vũ Chít lắm, mà chuyện không hợp vấn đang tiếp diễn với gần hết rồi các bạn ạ. Nhìn này, một năm qua thì năng suất làm việc của mình đã bị giảm đi một nửa. Năm 2020 thì thu được tới 20 chuyện lận, còn năm 2021 thì chỉ có 10 chuyện thôi. 10 chuyện mà còn chưa trả nợ xong nữa đó, vẫn còn lai rai một chút. Không biết các bạn đã nghe hết chuyện của mình trong 2021 chưa? Mình dành thời gian cả một năm mới thu được bản đấu truyện, nhưng mà nếu một bạn nào đó thường xuyên nghe hoặc là siêng năng nghe, chắc chỉ dành một tuần thì sẽ nghe hết được cái công sức của mình trong một năm bỏ ra thôi. Cái đấy thì cảm ơn các bạn đã nghe, chứ mình cũng không buồn gì đâu. Sức làm việc của mình cũng có giới hạn như vậy. Thì trong 10 bộ truyện vừa qua thì mình có đăng khảo sát lên YouTube trên tab cộng đồng của Đam Mỹ Tường Truyện, thì cũng nhận được sự phản hồi nhiệt tình của các bạn xem rằng bộ truyện nào yêu thích nhất. Thì bộ truyện nào cũng nhận được bình luận, không có bộ truyện nào cũng nhận được bình chọn, không có bộ truyện nào là có phiếu trắng hết. Nhưng mà có những bộ truyện cao như là bộ Tính Toán Chi Ly với lại bộ Ngụy Trang Học Cha. 10 bộ truyện này khi mà mình nộp, mình đã chọt lòng một lần rất là kỹ. Có của tác giả này, của tác giả kia, nhưng mà phần lớn vẫn là của tác giả Vũ Chít. Thì nó đã được filter, được lọc đi một lần rồi, thì chắc chắn là cái sự lựa chọn kế tiếp nó thực sự là khó khăn dành cho các bạn. Mình sẽ review lại một chút 10 bộ truyện này để chúng ta cùng ôn lại câu chuyện của mỗi người trong nó nhé. Đầu tiên đấy chính là vào tháng 1 mình đã hoàn cái bộ truyện Trúc Mộc Lăng Má. Đây là bộ truyện viết về hai anh em, nhưng không phải là hai anh em ruột, mà là hai anh em nuôi thôi, là Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt. Đây là một câu chuyện nghiêng về tình cảm gia đình nhiều hơn. Nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích về mối quan hệ giữa gia đình gắn chặt với lại ba mẹ anh em thì có thể đọc câu chuyện này. Nhưng mà câu chuyện này khá là ngược gần tới phần cuối với đầu happy ending ở cuối. Bộ truyện thứ hai mình hoàn thành trong năm nay đấy là bộ Tính Toán Chi Ly. Đây là được bình chọn yêu thích nhất trong năm, và bản thân mình cũng thích bộ này. Được kể dưới ngôi thứ ba trong cái cách kể chuyện, là mình cực kỳ thích đọc truyện, nó không bị vấp và khá là nhanh. Câu chuyện ở trong Tính Toán Chi Ly kể về An Nhiên, một nhân viên ngân hàng và một người làm nghề tự do là mổ phố. Và hoàn cảnh người ta va vào nhau cũng cảm giác như là tỷ lệ rất là thấp, nhưng mà cuối cùng mà cũng đi bên nhau dài lâu. Ở đây thì câu chuyện này là hiện thực hướng, nên là mọi người cân nhắc nếu mà stress hay là mệt hay là thích nghe
Nhiều ngọt ngọt thì đây không phải là lựa chọn, nhưng mà nếu mà ai thích câu chuyện mà hiện thực hướng như mình á, thì đây là một cái bộ truyện rất là hấp dẫn. Nó mô tả về cái bạn anh nhi này hy sinh, và cả hai đều hy sinh cho nhau, đều công bằng, chứ không phải là ở trong một bộ truyện luôn có một người hy sinh nhiều hơn người kia. Ở đây thì cái câu chuyện này mình thích nó ở cái tính như vậy, cân bằng đều giữa hai nhân vật. Mỗi nhân vật đều hy sinh cho nhau để cùng tiến về phía trước. Rồi, câu chuyện thứ ba mình hoàn thành trong năm vừa rồi là câu chuyện Hai đứa trẻ vô tư. Đây là câu chuyện của tác giả Bắc Nam, Hai đứa trẻ vô tư. Bây giờ mình cũng quên nội dung rồi. Thôi, xin lỗi các bạn nhé. Mình sẽ đi nghe lại câu chuyện này rồi review lại cho các bạn sau. Chuyện tiếp theo là Phi Lai Hoành Khuyển, kể về Tôn Vấn Cử và Phương Tiểu Chỉ. Đây là bộ truyện hổ công, nhưng mà mình thấy rằng là niên hạ nhiều hơn. Kể về một người làm gốm, với lại Phương Tiểu Chỉ là một sinh viên học sinh cấp 2, cấp 3 và tốt nghiệp chuẩn bị thi đại học bình thường. Quá trình khám phá ra nhau. Bộ truyện này cũng khá là chậm nhịp, và tận tới cuối chương thì với hai người mới thích nhau. Nhưng mà các bạn có thấy rằng là khi một bộ truyện chúng ta càng dài, cái quá trình khó khăn ban đầu, tiếp xúc tán tỉnh rồi nhận ra nhau nó càng dài, thì khi mà cái giai thoại mà gặp gỡ hôn nhau các thứ, yêu nhau các thứ, thì nó rất là hạnh phúc và bùng nổ ấy. Kiểu là đã rất là khó khăn có thể đi tới với nhau tới giờ như thế này. Chuyện tiếp theo là chuyện Ngụy Trang Học Cha, bình dịch là Giả Vờ Học Dốt đi. Thực ra thì chuyện này mình bị tác động khá nhiều bởi mọi người đề xuất đọc chuyện này, nhưng mà mình không có, nếu mà mình được đọc trước thì mình chắc chắn là mình sẽ không đọc bộ này, bởi vì nó vườn trường quá, không phải cách của mình đang hướng tới. Chuyện Ngụy Trang Học Cha thì cũng rất là dễ thương, của hai bạn gọi là đều là học bá của trường, học giỏi nhất trường, nhưng mà lại cứ giả vờ mình là học dốt, nhưng mà cuối cùng lại yêu nhau rồi thích nhau. Cái câu chuyện cũng dễ thương. Chuyện tiếp theo là chuyện Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa. Chuyện này là khá là tâm lý và mình cảm thấy phần đầu của chuyện rất là nặng. Nhưng mà đây là một trong những cái thử thách mới của chính tác giả Vujic. Mình có thể cảm nhận được điều đấy, vượt ra tất cả các cái kịch bản đơn thuần mọi người nghĩ được. Chuyện kể về nguyên thân là người có tâm lý, vì khi mà gia đình không có đối xử giữa hai anh em không có bằng nhau và không có đồng đều, sau đó thì em của nguyên thân chết rồi bắt đầu sẽ đẩy sinh ra tâm lý và cứ đổ trách vào oán hận lên mình. Sau đó thì gặp được một bạn và cả hai cái hành trình khám phá ra nhau rồi giúp nguyên thân quay trở lại với cuộc sống bình thường trước kia, thì nó khá giống với lại cái bộ truyện về mặt tâm lý, là khá giống với cái Lang Hành Thành Sao mà Sói Đi Thành Đô, không phải bộ gì mà có trình khác ấy, với Giang Dư Đoạt. Thôi các bạn tìm nhé, mình tiện lại không nhớ được. Bộ truyện tiếp theo đấy là bộ truyện này Anh Đẹp Trai Tóc Giả Rớt Rồi Kìa. Đây là một bộ truyện cũng nghiêng về tâm lý nhiều ấy. Bộ truyện này thì mình cũng không ấn tượng nhiều lắm, cốt truyện cũng bình thường, và đây cũng là một bộ truyện ngắn, nghe thì cũng khá thú vị. Được cái là mình biết thêm một vài nghề mới trong này. Câu chuyện tiếp theo đấy là chuyện Không Thể Không Yêu. Câu chuyện viết tiếp của Từ Tiểu Thiên với lại Lạc Khiên. Nếu mà các bạn nghe câu chuyện Vì Đâu Nàng Tỉnh Thay Thế rồi, thì lúc đấy các bạn sẽ bắt buộc phải nói rằng là ô, tại sao Vũ Chiết không viết thêm một câu chuyện không thể không yêu cho Từ Tiểu Thiên với Lạc Khiên. Đây là cái nhân vật mình khá là thích trước đấy và năm trước, đó là chính nhân vật Từ Tiểu Thiên. Nhưng mà ở bộ truyện này thì là Từ Tiểu Thiên làm mình hơi buồn chút. Cứ nghĩ là nó không còn phóng khoáng và mạnh mẽ như ở trong Không Thể Không Yêu, Vì Đâu Nàng Tỉnh như thế ở trước đấy. Và bộ cuối cùng, bộ tiếp theo mình đang hoàn thành, đó là truyện Tử Lai Tử Khứ.
phải lấy cái tên này bởi vì là YouTube sẽ quét liên quan đến từ 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 chuyển tên của nó là chết đi chết lại. Câu chuyện thì liên quan đầu tiên trong năm nay mình đọc nó là liên quan đến việc giả tưởng. Chuyện rất là khó hiểu lúc đầu, thực sự là mình đọc khoảng 20-30 chương bắt đầu vẫn chưa hiểu hết và phải đọc hết câu chuyện thì mới hiểu ra. Giống như là bạn đọc hết tất cả từ đầu, bạn phải lấy được cái manh mối ban đầu của câu chuyện và bắt đầu phải hiểu ra từ từ. Đây cũng là một cách viết rất là lạ của tác giả Vujicic. Và bộ truyện cuối cùng và bộ truyện mình đang đọc và hy vọng sẽ hoàn thành trong năm nay đó là bộ truyện Không Hòa Hợp. Tên khác nữa là câu chuyện, tên khác của nó là Đôi Đối Lệch. Câu chuyện Không Hòa Hợp mình thấy nó nhẹ nhàng và cực kỳ phù hợp kết thúc cho một năm. Đó, tất cả là những chuyện mình đã đọc và 2021 nhìn lại cái thời gian làm việc cũng như là tóm tắt các cốt truyện. Thì mình rất là cảm ơn vì các bạn đã đồng hành cùng Đam Mỹ Tường Truyền trong cái thời gian vừa rồi. Khá là ít chuyện và cũng chưa hài lòng lắm về cái lịch ra của tụi mình trong năm vừa qua. Chủ yếu là do công việc và vấn đề sức khỏe cũng ảnh hưởng khá nhiều. Trong năm vừa qua thì chúng mình vẫn đón nhận tình cảm rất là nồng nhiệt từ các anh chị đã tham gia chương trình hội viên của chúng mình. Tụi mình cảm thấy cực kỳ áy náy vì chương trình hội viên đã không đem lại bất cứ một cái lợi ích gì cho các anh chị hết. Có đề ra những cái vấn đề quyền lợi cho các anh chị hội viên nhưng mà chưa thấy anh chị hội viên nào yêu cầu tụi mình đọc truyện hay là nói chuyện hay review hay là làm thế làm kia. Nên là tụi mình cũng cảm thấy khá là áy náy khi chưa làm gì cho nhóm hội viên, nên là hôm nay mình sẽ cảm ơn các anh chị trong nhóm hội viên nha. Cảm ơn bạn Khánh Duy Chu, chị Kem Mini Song Tử, người chị người tình trăm năm, bạn Lira Liu, bạn Diễm My Nguyễn, bạn Loan La Lan, bạn Trương Huỳnh Phúc và một chị là FLG1151, mình cũng biết chị tên gì nữa nhưng mà chị này là người tham gia với tụi mình lâu nhất 14 tháng qua. Nếu mà người chị nghe được hoặc là người bạn nghe được thì xin nhận lời cảm ơn từ team của Đam Mỹ Tường Truyền nhé. Mỗi một bộ truyền thì tụi mình khi mà thực hiện thì sẽ đều mỗi một bình luận ở dưới tụi mình sẽ được xem xét rất là kỹ càng. Bởi vì kênh của Đam Mỹ Tường Truyền hiện nay đang duyệt bình luận trực tiếp, có nghĩa là các anh chị bình luận và những người bạn thân quen thì sẽ được lên lên luôn, còn những người bạn mới thì tụi mình cần thời gian để duyệt bình luận tại vì cũng có nhiều spam các thứ đó các bạn. Nên là các anh chị và các bạn yên tâm, tất cả bình luận của mọi người thì tụi mình đọc hết. Nhưng mà dạo này tụi mình không còn thói quen nhiều liên quan đến việc trả lời các anh chị nữa tại vì cũng không biết trả lời gì, thường chỉ bấm tim cảm ơn thôi. Nên là các anh chị yên tâm, những cái lời gửi gắm của mọi người thì tụi mình vẫn đọc được hết nha. Là rất là mong mọi người thả tim nè, bấm like hoặc là chia sẻ các câu chuyện hoặc là nói chuyện với tụi mình ở dưới, tụi mình được đọc được hết đó. Thì khi mà làm chương trình này thì mình cũng không lên kịch bản hay gì cả, chỉ muốn là thôi hôm nay dành một buổi nghỉ ngơi trò chuyện với mọi người, không đọc chuyện nữa. Tại vì mình cũng sẽ đi Giáng sinh chơi một chút rồi, mong mọi người cũng đi đâu chơi buổi tối nếu mà rảnh về thì nghe qua một xíu về trò chuyện với mình, một năm nhìn lại vậy thôi. Để nói về năm sau 2022, thực ra thì giờ này mình sống cũng không có nhiều kế hoạch tương lai phía trước quá xa. Khi mà 2020 mỗi năm ngồi lại với nhau tụi mình cứ nghĩ về 2021 rực rỡ lắm, cuối cùng nó rực rỡ thật, mê bét bùng bét hết luôn, các kế hoạch các dự án đều không như ý muốn về cả về hành trình cuộc sống của mỗi người nữa. Mọi người cũng biết rằng là đại dịch cũng khá là ghê gớm nên là còn chưa mong ước gì nhiều cho năm sau, chỉ mong rằng là mỗi người sẽ giữ sức khỏe tốt nhất có thể cho một năm để chiến đấu cũng như là hoàn thành kế hoạch của mình. Đối với lại riêng tụi mình thì hiện tại thì
mình sẽ thử sức ở một cái lĩnh vực không phải là truyền âm mỹ nữa, mà là thử ở trong một cái lĩnh vực mà truyền làm cho cái não của mình nó căng lên, đó là truyền kinh dị, linh dị và huyền huyễn, truyền trinh thám. Thì những cái câu chuyện bên Nam Mỹ mình đang chọn theo hiện thực hướng thì nó khá là thú vị, nó cho mình cái trải nghiệm hơn về cuộc sống, nhưng mà còn để được giải trí cũng như là ở một cái tầm góc nhìn khác thì mình sẽ thử sức những cái câu chuyện như vậy. Và câu chuyện mình, những câu chuyện đó thì tụi mình đã bắt đầu và đang đọc ở bên kênh Bạch Xạ Audio. Các bạn có thể tìm kênh Bạch Xạ Audio nhé, không thì mình sẽ để cái link chia sẻ của cái kênh Bạch Xạ Audio dưới phần mô tả, để cho mọi người nếu rảnh thì có thể qua đó nghe chuyện cho nó bớt thời gian. Tới đây thì mình cũng muốn giới thiệu một phần, đó là tụi mình có một cái hội tên là Hội Dễ Thương Xinh Đẹp Mê Đam Mê. Cái tên nghe rất là tự luyến. Hội này cũng lập được khoảng 2 năm rồi. Cũng có không nhiều thành viên đâu, khoảng 65 thành viên. Thì đây là những anh chị và những người bạn bè đã gắn bó với Đàm Mỹ Tường Truyền từ những ngày đầu, cũng như là hay lên đây trò chuyện song hành với tụi mình. Đây giống như là một cái nơi để tụi mình gửi gắm, chia sẻ. Mình có cảm giác như là rất là thân thuộc và giống như là ngôi nhà để mình đến và tham gia vậy đó. Ở trên này thì có nhiều người bạn, nhiều người anh chị, mình được bao bọc, an ủi cũng như là được chia sẻ, cũng như là được trò chuyện với lại mọi người. Nên là khi mà nghe tới đây các anh chị và các bạn muốn tham gia hội này thì hãy lên Facebook và tìm Hội Dễ Thương Xinh Đẹp Mê Đam Méo, và mình cũng sẽ để cái link ở dưới để cho các anh chị tham gia. Hội này thì xét tuyển thành viên đầu vào khá khắt khe đó mọi người ạ. Nên là mọi người thực sự là hứng thú hoặc là thích vào thì mình nghĩ rằng là mấy cái vấn đề trả lời các câu hỏi cũng như là chờ xét duyệt vào thì cũng không thành vấn đề. Mình nói thế thôi chứ ở trong này mọi người ít thành viên nhưng mà hoạt động rất là tích cực, gần như là chúng mình có một mối quan tâm chung ở đấy vậy đó. Khi mình đang thu chương trình này thì nó cũng bất chợt và hứng thú thôi, nên cũng không biết, nên chỉ hỏi mọi người là mình đang thu Giáng sinh có ai gửi gắm gì không. Sau một tiếng nữa thì mình sẽ off, nhưng mà mọi người ạ, đến bây giờ có thấy có 3 người coi thôi, với lại không thấy ai nhắn nhủ gửi gắm gì hết. Nên có lẽ là mình sẽ chuẩn bị kết thúc chương trình ở đây. Một lần nữa thì rất là cảm ơn các bạn đã mến yêu Đàm Mỹ Tường Truyền cũng như là tìm thực hiện chương trình. Có bất cứ điều gì làm các bạn phật lòng, không vui hay không thích thì thôi, mình mong mọi người lượng thứ bỏ qua và chọn lấy những niềm vui và niềm tích cực nhất từ Đàm Mỹ Tường Truyền đem lại với mọi người. Mình cũng không mong là cả thế giới biết tới Đàm Mỹ Tường Truyền, ít nhất là cũng có một cộng đồng nhỏ bé, dễ thương, siêu cấp dễ thương đang ở đây cùng chúng mình đồng hành trong các buổi truyền, cùng trò chuyện qua những ngày tháng khá là căng thẳng. Hôm nay thì là 24, là Giáng sinh. Mình không theo đạo nào hết, nhưng mà cuộc sống của mình đi theo năm dương lịch, nên là đây là kỳ nghỉ, giống như là kỳ nghỉ rất là quan trọng với bản thân mình. Và mến chúc mọi người có, đầu tiên đó là sức khỏe, có sức khỏe tốt nhất thì sẽ giúp mọi người thực hiện được nhiều ước mơ. Và thực sự nếu chúng ta không khỏe thì sẽ không vui đâu. Nói chuyện khá giống một ông già, nhưng mà thực sự là qua bao nhiêu là biến cố thì mình cảm thấy là giữ được sức khỏe thì giữ được nhiều thứ hơn mình mong muốn. Và làm, muốn làm gì thì các bạn hãy làm luôn, bởi để lâu đôi khi là không thực hiện được. Bản thân mình đã rút kinh nghiệm ra năm nay đó, muốn đi nhiều nơi, muốn làm nhiều thứ nhưng cứ chần chừ rồi cuối cùng cũng hết năm. Còn tiền bạc thì mọi người đừng nợ ai nhiều quá là được, nên là cũng không cần giàu có đâu. Và rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng là một năm mới mọi người luôn an nhiên và vui vẻ cùng đồng hành với Đàm Mỹ Tường Truyền năm thứ tư. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại trong các bộ truyện trên khung giờ của YouTube Đàm Mỹ Tường Truyền. Bye bye!